Bài pháp bạn đang nghe được phát trên website www.ngoidenchanhpap.com. Tiếng nói chân lý chánh pháp nhà Phật. Quý anh em chúng ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý huynh đệ, huynh trưởng, gia đình Phật tử miền Khánh Hòa. Hôm nay là chiều thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017. Tôi chia sẻ cho chư huynh đệ cái bài giáo lý cuối cùng để kết cái khóa học trong cái mùa này, đó là cái bài tứ nhiếp pháp. Phật lý ra thì cái bài tứ nhiếp pháp này nó rất là có ý nghĩa quan trọng. Tôi nhớ nói về cái duyên khởi, nó có nhiều việc. Trước mắt thì tôi xin phép nói cho chư huynh đệ biết rằng cái duyên khởi mà để Đức Thế Tôn thiết cái bài pháp tứ nhiếp pháp này, về nhân gì, duyên gì mà Thế Tôn thuyết tứ nhiếp pháp, và bài tứ nhiếp pháp cho ai, thì thành ra tôi xin chia sẻ cho quý huynh đệ. Trước mắt thì có lần tôi được đọc trong cái bài kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống số 26 thuộc kinh Trường Bộ, có đoạn nói về nhân hạnh mà Thế Tôn được một trong 32 tướng. Thì trong đó có nói này: các tỳ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người đầy đủ bốn nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, với những tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi thiện thiên giới hay đời này, ngài từ trần từ chỗ kia sanh đến chỗ này với hai tướng đại trượng phu, tay chân mềm mại và có lưới da giữa ngón tay ngón chân. Thì thưa chư huynh đệ, cái giáo lý nhà Phật á, Đức Phật có 12 cái cách thuyết pháp, mà trong đó có một cái cách đó là gọi là bổn sanh. Là Thế Tôn thường mượn cái điều kiện, cái hiện tướng của cái thân mình, do duyên do gì mà Thế Tôn được như vậy. Thì như vậy thì trong kinh Trường Bộ số 26, cái bài kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống, thì Như Lai có nói điều đó. Sở dĩ đời trước cũng như đời trước trước các cái đời quá khứ cho đến hiện tại, Như Lai luôn sử dụng bốn nhiếp pháp, cho nên Như Lai mới có được thân tướng. Thân tướng mà nó có hai tướng trong 32 tướng tốt của Thế Tôn, đó là cái tướng mang võng tướng và trường chỉ tướng. Thì một chút xíu tôi sẽ nói cho quý anh em hai cái tướng này trong 32 tướng của Thế Tôn. Rồi cũng có một lần Đức Phật nói kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt số 31 cũng thuộc Trường Bộ Kinh, có đề cập tới tứ nhiếp pháp như là một trong những điều kiện cần có cách ứng xử và tu tập tâm đối với một người cư sĩ. Đó. Thì bài kệ được Đức Thế Tôn tóm tắt về ý nghĩa của sáu phương và đức tính thiết yếu làm cho cuộc đời thêm hạnh phúc.
Đó, thì như vậy thì hồi nãy tôi có dẫn chứng rằng cái tứ nhiếp pháp này á, cái ban đầu là Thế Tôn nói cho chư tỳ kheo, cho các tỳ kheo thấy rằng cái thân tướng của Như Lai hôm nay Như Lai được 32 tướng, trong đó có hai cái tướng là trường chỉ tướng và mang võng tướng, là do Như Lai đời qua kiếp lại Như Lai thường sử dụng bốn nhiếp pháp. Cái thứ hai, bây giờ tới bài kinh số 31 cũng trong kinh Trường Bộ, tựa là kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, thì Như Lai dạy cho cư sĩ của các vị. Cái bài kể là cha mẹ là phương Đông, sư trưởng là phương Nam, vợ chồng là phương Tây, bạn bè là phương Bắc, nô bộc là phương dưới, Sa Môn Bà La Môn có nghĩa là phương trên. Cư sĩ vì gia đình đảnh lễ phương hướng ấy, kẻ trì giữ giới luật từ tốn và biện tài, khiêm nhường và nhu nhuận, nhờ vậy được danh xưng, dậy sớm không biến nhát, bất động giữa hiểm nguy, người hiền không phạm giới, nhờ vậy được danh xưng, nhiếp chúng tạo nên bạn, từ ái tâm bao dung, dẫn đạo khuyến hóa đạo, nhờ vậy được danh xưng, bố thí và ái ngữ, lợi hành bất cứ ai, đồng sự trong mọi việc, theo trường hợp xử sự. Chính những nhiếp sự này khiến thế giới xoay quanh như bánh xe quay lăn vòng theo trục xe chính. Nhiếp sự này vắng mặt, không có mẹ hưởng thọ hay không cha hưởng thọ sự hiếu kính của con. Do vậy bậc có trí đối với nhiếp pháp này như quán sát chấp trì, nhờ vậy thành vĩ đại, được tán thán danh xưng. Thì như vậy cái bài kinh này Đức Phật dạy cho cư sĩ là nếu các vị mà giữ gìn cái phạm hạnh tu tập hiền thục thì được bốn cái điều nhiếp pháp như vậy. Rồi có lần Đức Phật nói kinh Tăng Chi Bộ chương 4 pháp, thì Đức Phật cũng nói bố thí và ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Hỡi các tỳ kheo, đây là bốn nhiếp pháp, bố thí và ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Đối với những pháp này, ở đời đối xử nhau chỗ này và chỗ kia như vậy thật tương xứng. Và bốn nhiếp pháp này như đỉnh đầu trục xe, nếu thiếu nhiếp pháp này, thời cả mẹ lẫn cha không được các người con tôn trọng và cung kính. Do vậy bậc hiền trí đồng đẳng nhìn nhiếp pháp, nhờ vậy họ đạt được sự cao lớn tán thán. Đó thì tôi xin dẫn chứng một vài cái bộ kinh nguyên thủy ban đầu mà Đức Phật nói về tứ nhiếp pháp. Để vì lý do đó mà hôm nay tôi chia sẻ cho quý huynh đệ cái bài kinh gọi là Tứ Nhiếp Pháp. Đây là một cái bài kinh thật ra là nó quan trọng cho tất cả những vị trên bước đường tu học và hành đạo. Trước hết thì tôi xin nói lại cho các vị biết là đối với lời dạy của Đức Phật, thật ra nó không bao giờ xa lìa cái lý nhân quả mà kỳ rồi huynh đệ chúng ta cũng đã học. Thì Đức Phật cũng muốn minh chứng cho trần đời, cho trời người thấy rằng do Ngài đã nhiều đời, nhiều kiếp tu tập bốn nhiếp pháp, cho nên Ngài được hai cái tướng. Cái tướng thứ nhất là trường chỉ tướng. Quý vị phải cần biết, bởi vì tôi trước khi đi vào nội dung thì tôi nói về cái quả mà tu tứ nhiếp pháp này, nó được hai cái tướng tốt đẹp. Một là trường chỉ tướng. Hai là mang võng tướng. Bây giờ tìm hiểu coi trường chỉ tướng là gì. Thì trong cái kinh
có nói rất rõ về 32 tướng tốt của Đức Phật. Trong đó cái tướng thứ 3 là trường chỉ tướng. Thế Tôn thủ túc giai tắc nhu nhiến như đổ la miên, thắng quá nhất thế. Có nghĩa là cái ngón tay và cái ngón chân, nghĩa là Thế Tôn thủ túc là ngón tay ngón chân của Thế Tôn á, thì giai tắc nhu nhuyến, có nghĩa là cái mềm mại dịu mềm hơn tất cả. Như đổ la miên là như mềm như cây lụa, cây đậu, đâu la miên mà mềm mại hơn tất cả như vậy. Bây giờ tôi xin viết bốn câu đó. Thế Tôn thủ túc giai tắc nhu nhuyến, cái chỗ mà nói về cái tướng đẹp là tướng thứ ba đó. Thế Tôn thủ túc, thủ là tay nha, túc là chân. Thế Tôn thủ túc giai tắc nhu nhuyến. Giai tắc nhu nhuyến như đổ la miên, thắng quá nhất thế. Đây là tôi muốn nói cho cái quả mà Thế Tôn đã nói rằng, do hôm nay mà Thế Tôn cái tay chân của Thế Tôn á, có tay chân Thế Tôn mà được tất cả đều là mềm mại nhu nhuyến á, mà mềm mại hơn tất cả nhất thế, là như cái cây đổ, cây đậu đâu la miên của trời Đế Thích. Thì cái chỗ này để nói ra là cái bàn tay bàn chân của Ngài nó rất là mềm mại, do nhờ Ngài tu tứ nhiếp pháp. Đấy. Cái tướng thứ tư là mang võng tướng, tướng thứ tư trường chỉ tướng, tướng thứ ba là trường chỉ tướng đó nghe. Tướng thứ ba là trường chỉ tướng. Tại sao quý vị phải học vòng vòng và chưa cho vô bài? Là vì biết rằng tu cái nhân tứ nhiếp pháp để thành tựu cái quả này nè. Cho các vị rõ như vậy. Cái tướng thứ tư là mang võng tướng. Mang võng tướng nghĩa là cái bàn tay bàn chân của Đức Thế Tôn á, khi mà các vị biết xè ra đó, nó có những cái màng, nó như cái chân chim, nó như cái chân vịt vậy. Các vị thấy không, các vị nhớ cái con vịt mà khi nó xè ra nó, cái bàn chân nó có cái màng giữa mấy cái kẽ đó, hay là con chim cũng vậy. Nó là Thế Tôn thủ túc nhất chi gian. Thế Tôn thủ túc nhất chi gian. Nhất chi gian, Thế Tôn thủ tướng nhất chi gian. Du như nhạn vương, hàm hủ mang võng. Du hay là do cũng được, do như mạn vương. Do như nhạn vương, sorry quý huynh đệ, do như nhạn vương là giống như con chim nhạn. Do như nhạn vương hàm hữu mang võng. Hàm hữu mang võng, kim sắc giao lạc văn đồng ý hoạch. Kim sắc giao lạc
văn đồng thủy hoạch, ráng chịu khó nghe viết vô đi rồi nó có lợi ích sau này lắm nha, chứ đừng có nói ở sao con đang cần đi vô học cái tứ nhiếp pháp mà sao thầy nói dài dài, nói gì đâu, không phải đâu. Bởi vì đó là lời Thế Tôn đã minh chứng rằng do nhờ nhiều đời ta tu cái hạnh tứ nhiếp pháp mà ta được hai cái tướng trong 32 tướng đẹp đó. Cái tướng thứ tư là mang vọng tướng, có nghĩa là Thế Tôn thủ túc, là tay chân của Thế Tôn đó, nhất nhất chi gian, mỗi mỗi kẻ ngón tay ngón chân đó, đều do Như Nhạn Vương hàm hủ mang vọng. Mỗi mỗi kẻ ngón tay ngón chân nó có cái màng giống như con chim nhạn vậy, cái màng của chân con chim nhạn có lớp màng mỏng mịn tợ như cái vàng, có nó có cái màu vàng, nó kim sắc giao lạc, văn đồng ý hoạch, nó có vẻ cái có vẻ màu vàng kim, nó óng ánh vậy. Thì đó là tôi muốn đưa ra cái kết quả mà nếu bây giờ mình nghe lời Thế Tôn dạy như vậy mà mình cũng ráng tu cái nhân tới nhiếp pháp này để thử coi mình có được cái phước tướng như vậy hay không. Mà tôi tin chắc rằng lời Như Lai nói không sai. Thì các vị thấy rằng thường thường á, người ta, cái người nó có phước tướng ở trần đời á, xè cái lòng bàn tay ra như thế này nè, rồi thường thường nó không thấy cái kẻ hở á, thì cái người đó người ta gọi là cũng là có phước tướng. Còn mà nếu mà xè bàn tay ra mà nó không có kính, bốn ngón năm ngón tay mà nó xếp lại nhau mà nó không có kính á, thì thường thường thế gian họ quan niệm là người đó hơi cực khổ, hơi cực về thân, làm lụng vất vả. Còn người nào mà xè bàn tay ra như thế này, đưa ngay thẳng thế này mà nó kính mà nó không có chỗ hở, thì thường hay người đó sướng về cái thân đó. Thì cái tướng của thế gian họ quan niệm như vậy. Còn ngược lại thì Đức Phật có nói rằng sở dĩ mà ngày hôm nay Như Lai, cái tay chân của Như Lai nó mềm mại, nó nhu nhuyễn, nó thon thả, nó dài, tay ngồi bút, rồi cái màng tay chân nó có cái màng như cái màng con chim nhạn, là vì Thế Tôn nhiều đời nhiều kiếp đã từng tu tập tứ nhiếp pháp. Đó là bắt đầu chúng ta vào bài học đây. Như vậy định nghĩa tứ nhiếp pháp là gì? Tứ là bốn, nhiếp là nhiếp quá, cũng có nghĩa là thâu lại. Chữ nhiếp là nhiếp quá, cũng có nghĩa là thâu lại. Thôi các anh em tự viết đi ha. Như vậy thì pháp là pháp môn, là phương pháp để thu phục người khác. Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp giúp mình xa lìa những thói hư tật xấu, hoàn thiện nhân cách, tăng trưởng phạm hạnh, từ đó tiến đến chinh phục kẻ khác. Đây là bốn phương pháp để người Phật tử thâu phục người khác về với mình, để cùng làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Có đưa người khác đến với ta thì ta mới có duyên quá độ. Bốn phương pháp ấy là gì? Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Như vậy tứ nhiếp pháp này trước tiên cũng nhằm nhắc nhở cho chúng ta hãy khép mình tu tập trước. Sau khi tu tập được bốn nhiếp pháp này rồi thì mới đủ cái khả năng, cái đạo lực mà để nhiếp hóa chúng sanh. Như vậy cũng đồng thời bốn nhiếp pháp này nó ví như là bốn cái giai đoạn mà tu tập. Tôi thường hay nói hòa thượng chùa Vạn Đức có nói là người tu nó phải có cái mấy cái viết này sao mà bây giờ nó hết chịu ra rồi ta. Nó phải có đạo tâm, rồi thứ hai là phải có đạo hạnh, thứ ba là đạo lực, thứ tư là đạo quả,
thì bốn nhiếp pháp này nó cũng không ngoài bốn cái đạo này. Vậy thì bốn nhiếp pháp này ban đầu cho chúng ta tu đó, để chúng ta đạt tới cái đạo tâm và đạo hạnh của người tu, giàu xuất gia hay tại gia. Khi đạt cái đạo tâm đạo hạnh rồi thì cũng bốn nhiếp pháp này nó làm cho ta được thành tựu được đạo lực và đạo quả. Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Mấy anh em cũng hoan hỷ cho tôi, mấy hôm nay coi như là đi về, hồi đi làm Phật sự nó hăng lắm, không có thấy mệt. Vậy mà về 2 ngày rồi đó mà nó chưa có hết thở. Nên nói nó khào khào. Rồi bây giờ chúng ta đi từng bước. Như vậy thì bốn cái nhiếp pháp, chỉ nhắc trở lại, chữ nhiếp có nghĩa là thu gọt, thu lại. Nhiếp quá, thu gom lại. Tứ là bốn, pháp là phương pháp. Bây giờ nội dung của tứ nhiếp pháp, một là bố thí. Nói nôm na bình dân thường nói dùng từ bố thí có nghĩa là cho. Còn nói tình nghĩa hơn là giúp đỡ. Nói văn vẽ hơn là tặng. Nói trang trọng với người trên là dân. Mà chứa đầy màu sắc đạo vị là cúng dường. Cho nên hồi Đức Phật còn tại thế thì dường như danh từ cúng dường nó ít nghe nha. Trong kinh ít nói cúng dường, mà ai đem cơm đem nước tới dâng cho Phật thì gọi là dâng hoặc là bố thí luôn à. Sau này vì cái ngữ nghĩa của mình nó nhiều quá, nó rộng mở quá, cho nên mình nó dịch ra là có chữ cúng dường. Chữ cúng là cung cấp, chữ dường là nuôi dưỡng, chứ thật sự bố thí cúng dường nó cũng nghĩa à. Nhưng mà để phân biệt là bố thí là giúp cho người dưới, mà cúng dường thì mình gọi là dâng cho người trên vậy thôi. Vậy thì tôi trở lại cho mấy huynh đệ, bố thí nó nôm na theo người bình thường là cho. Tôi cho chị cái này, tôi cho anh cái này là bố thí. Nó có tình nghĩa hơn là tôi giúp đỡ. Tôi thấy chị khó khăn tôi giúp đỡ cho chị, thấy anh có hoàn cảnh còn thiếu kém tôi giúp đỡ cho anh. Nói văn vẽ là tặng. Mình cho nghe nó kỳ thôi, giờ hôm nay ngày sinh nhật tôi tặng. Chứ thật sự cũng là cho, cũng là giúp đỡ. Nói trang trọng với người trên là dân. Hôm nay ngày thọ, bừng thọ của ông, của bà, của cha, của mẹ, con kính dân. Nói với đạo vị là cúng dường. Cho dù được gói ghém dưới nhãn hiệu nào thì chữ thí là lấy của mình cho kẻ khác. Lấy của mình đem cho, tức ngầm chứa một sự hy sinh, dù nhỏ, dù ít, hay dù nhiều, dù lớn. Bố có nghĩa là cùng khắp, rộng rãi. Thí là cho một cách rộng rãi. Một khía cạnh khác của bố thí, khi đã hy sinh của mình đem cho người khác là đã biểu lộ có lòng thương, lòng vị tha, thay thế cho lòng vị kỷ. Đây là động cơ đầu tiên cho lòng thương rộng lớn, đó là lòng từ bi. Như vậy thì bố thí đó là cái thứ lớp đầu tiên, là cái giai đoạn đầu tiên để khởi thành tựu cái lòng từ bi, là động cơ đầu tiên để thể hiện được cái tấm lòng rộng lớn. Như vậy thì bố thí nó có ba phương diện. Bố thí nó có ba phương diện bố thí. Bây giờ chúng ta học từ bố thí. Bây giờ tôi trở lại cho quý huynh đệ ôn lại nha. Bố thí. Giờ chữ thứ nhất của tứ nhiếp pháp, một. Ôi bực mình mấy cái viết này quá, nó không ra mực nữa. Một là chúng ta từ bố thí. Vậy thì chữ bố là ban bố.
hay là trang rãi? Chữ thí hồi nãy mình học là cái gì? Chữ thí là cho, chữ thí là giúp đỡ, chữ thí là tặng, chữ thí là dân, chữ thí là cúng dường, không? Đó, như vậy mình ráp lại chữ bố thí có nghĩa là mình ban bố, mình trang rãi, mình cho, mình giúp đỡ, mình tặng, mình dân, mình cúng dường gì đó. Có nghĩa là mình đem của mình, đem cái phần, phần của mình dâng cho người khác, dâng tặng cho người khác hay là cho người khác. Cho người thì gọi là bố thí. Quý vị rõ chưa? Bây giờ bố thí nó có 3 loại bố thí, 3 hay là 3 cách bố thí. Bố thí nó có 3 cách bố thí. A gồm có tài thí, B là số 2 đó là pháp thí, thứ 3 là C là vô quý thí. A, B, C, vô quý thí. Hãy nói tới bố thí là bắt buộc người tín đồ nhà Phật phải nhớ 3 cái điểm trọng yếu đó. Một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô ý thí. Duy chỉ có đạo Phật mới có cái bố thí thứ 3 gọi là vô ý thí. Thường thường các tôn giáo, các đạo giáo khác họ cũng dạy cho tín đồ về bố thí, nhưng mà tài thí và pháp thí duy chỉ có Phật giáo mới có điều kiện thứ 3 này là vô quý thí. Như vậy tài thí thì tài thí nó gồm có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là mình đem cái tiền bạc, đem cái vật dụng của cải của mình giúp cho người ta, nó ở ngoài thân. Mình đem gạo, đem đường, đem mì, đem nước tương, đem bột ngọt, cái bột canh, chao, mắm muối gì đó, mùng mòn gì đó. Mình đem mình giúp cho người ta thì đó là ngoại tài. Còn nội tài là bố thí chính thân mạng của mình, sức lực, lời nói, tư tưởng, ý kiến, dù một thứ tài sản dù nghèo đến mấy cũng có, và tài sản ấy mới thật là của mình. Đừng diễn cớ tôi nghèo quá, không có gì để bố thí. Cho dù nghèo tận cùng con số không, vẫn còn có thân mạng của mình, đó là vật sở hữu vô giá. Như vậy thì người nghèo cũng làm việc bố thí được, chứ không phải giàu có tiền mới bố thí. Mà trong Phật giáo chúng ta, quý vị có nhớ cái danh từ là tùy hỷ. Thí dụ như quý vị thấy có người nào đó, người ta có tiền dư giả, người ta đem người ta bố thí, người ta cúng dường cho người nghèo, hoặc là đắp lộ, hoặc là xây cầu, hoặc là xây trường học, hoặc giúp cho học sinh nghèo, vân vân. Thì người ta đem người ta làm những điều đó. Bây giờ mình không có tiền thì mình sao? Mình vui, mình động viên cho người ta, mình tán thán người ta, rồi mình hoặc có lời nói nào đó tốt để mà làm cho người ta vui, người ta phát cái tâm lành, hoặc là vận động bạn bè cùng nhau làm. Như vậy chúng ta thừa khả năng làm việc bố thí, chứ không phải chúng ta chỉ có tiền đem ra bỏ ra mới là bố thí đâu. Bố thí nó có ngoại tài, nó có nội tài là như vậy, các vị rõ chưa? Cho nên đừng có bao giờ nói tôi nghèo quá lấy đâu tôi bố thí. Ta nói nghèo tiền, nghèo bạc thì lo, chứ còn nghèo nhân, nghèo nghĩa chả cho là nghèo gì đó. Giàu tiền gì, tự nhiên quên rồi. Nghèo giàu tiền, giàu bạc thì lo, giàu nghèo tiền, nghèo bạc thì lo, chứ còn nghèo nhân, nghèo nghĩa chả cho là nghèo gì đó.
Ủa cái gì tự nhiên nói nó ngược quá nè. Nghĩa là thường thường á, mình nghèo tiền nghèo bạc á, thì mình mới gọi là chơi có chỉ à, già nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chả cho là nghèo. Mình chỉ sợ nghèo nhân nghèo nghĩa thôi, chứ còn nghèo tiền nghèo bạc mình không sợ. Mình nói theo một cách cái niềm an ủi của cổ nhân của mình nữa, là quý vị biết cái câu gì không hả? Trời sanh voi thì sanh cỏ. Mỗi người sanh ở trần đời này, nói đi nói lại chứ nó có số phận của nó hết rồi. Nhưng mà phàm con người nó có cái trí khôn, nó có cái trí thức, nó có cái trí óc, thì không lẽ ngồi đó chờ sung rụng. Cho nên cũng phải ráng mà đi làm ăn, đi làm những cái gì đó để mà nuôi thân, nuôi miệng mình, rồi nuôi thân mình, rồi nuôi gia đình mình, đền ơn cha mẹ, rồi nuôi nấng vợ con vân vân. Chứ còn thật ra nếu một thân mình đó thì thật sự ra thì nó có số phận hết rồi. Cho nên tôi nhắc lại các vị nhớ vậy nè. Ở đời chỉ sợ mình nghèo nhân nghĩa, chứ đừng sợ mình nghèo tiền bạc. Mình giàu nhân nghĩa là mình bố thí nhân nghĩa, giàu tiền bạc mình bố thí tiền bạc, cái gì nó cũng có bố thí được hết. Đó là tài thí. Bây giờ cái thứ hai là pháp thí. Pháp thí nghĩa là đem giáo pháp chân chánh mà giảng dạy cho chúng sanh thoát khỏi đau buồn đắng cay của cuộc đời, tạo cái niềm hân hoan vui sống cho họ, hoặc tụng kinh niệm Phật để hồi hướng công đức cho chúng sanh, đem Phật pháp cảm hóa mọi người. Đó mới là phương tiện chính của người xuất gia cũng như người tại gia để phục vụ cho nhân loại, cho xã hội. Đức Phật dạy trong mọi cách cúng dường pháp là tối thắng, vì pháp đem lại an vui lợi lạc cho đời này và vô lượng phước báo cho đời sau. Pháp là nhân giải thoát trong tương lai. Như vậy cái bước ban đầu của chúng ta tu hành hạnh bố thí là chúng ta thí tài, gồm có nội tài, ngoại tài. Nhưng cái bước thứ hai của Phật dạy là thí pháp. Bởi vì chúng ta chỉ có cứu ngặt chứ không cứu nghèo. Quý vị nhớ, cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. Hoặc là chúng ta cứu nghèo chứ không thể cứu khổ. Duy chỉ có chánh pháp mới cứu được ba cái thứ kia: chánh pháp cứu khổ, cứu nghèo, cứu ngặt. Thôi tuyệt vời lắm thưa chư huynh đệ. Cho nên bố thí pháp, bố thí chánh pháp nó cứu được ba cái thứ kia. Còn các vị có tiền bạc, các vị cứu khổ, cứu nghèo, cứu ngặt, cứu nghèo chứ không thể cứu khổ. Cho nên thế gian họ nói lá lành đùm lá rách, rồi cái sau này cái mình thêm câu là lá rách đùm lá nát, hay là cái câu thương người như thể thương thân, hay là vân vân. Nó có những cái câu để tạo nên cái tình nghĩa đồng bào, tình nghĩa nhân loại mà mình giúp đỡ. Nhưng mà thật chất bố thí tiền bạc chỉ là cứu ngặt không cứu nghèo, hoặc giả cứu nghèo chứ không thể cứu khổ. Vì cái khổ đó trần đời này do chính con người đó gây tạo. Như vậy thì chỉ có pháp thí mới cứu được khổ, cứu được nghèo, cứu được ngặt. Cho nên Đức Phật mới nói là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong các cách cúng dường, chỉ có cúng dường pháp là tối thượng. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói cái câu rất rõ ràng như vậy. Không phải là tôi đi giảng pháp rồi tôi nói là cúng dường pháp tối thượng nghe. Đừng nhìn tôi, bây giờ nghe lời của Phật dạy đi. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chư cúng dường trung, chư cúng dường trung, chữ trung này là trong, trong chư là các, trong các cái cách cúng dường à, thì pháp cúng dường tối. Chữ tối đây là tối tôn, là tối thượng. Trong các cúng dường pháp là tối thượng, là cao đẹp, là cao rộng nhất. Nó rõ như vậy.
dù xuất gia hay tại gia mà không học chánh pháp, không hiểu chánh pháp thì không thể hành chánh pháp và không thể sống chánh pháp. Mà không học, không hiểu, không hành, không sống với chánh pháp thì con người luôn luôn đau khổ, luôn luôn phiền tối, luôn luôn bi ai, luôn luôn nhẫn chìm trong cái màn vô minh của dục vọng muôn trùng. Vì vậy mà các huynh đệ đã là Phật tử, giàu xuất gia hay tại gia, giàu lớn giàu nhỏ, đã là tín đồ nhà Phật phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp. Vì vậy mà cúng dường pháp là tối thượng. Khi mình học chánh pháp, mình hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp rồi đó. Tôi thí dụ như tôi mới vừa giảng cái đoạn đầu của Bát Đại Nhân Giác á, thì dạy cho con người gì? Dạy cho con người thì coi như là thấy được quốc độ này nguy thí, thấy được thế gian này vô thường, thấy được ngũ ấm này vô ngã, vân vân, thấy tứ đại này khổ không. Như vậy mình thấy rõ, như vậy cái mình có an lạc. Như vậy là phải sống theo chánh pháp không? Rồi thứ sáu này tôi giảng tiếp cái đoạn thứ hai là tổ Phật dạy là phải sống thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại, vân vân. Thì rõ ràng mình có học những cái điều đó, mình thực hành những cái điều đó là mình sống cuộc đời mình rất là thân tâm tự tại, thiểu dục vô vi là mình ít muốn biết đủ, vân vân. Vậy mà thưa chư huynh đệ, lời dạy của Đức Phật, chánh pháp của Đức Phật, pháp thí của Đức Phật, nó đem tới cho con người an lạc, cho con người giác ngộ, cho con người giải thoát. Nhưng mà vì mình không học, mình không hành, mình không sống theo chánh pháp, cho nên mình cứ khổ hoài, khổ không có lối ra, khổ tột cùng, khổ đau đớn, khổ dai dẳng, khổ triền miên. Chứ thật sự tất cả cái đó nó không phải là của mình, nhưng mà tại lý do mình không nhận rõ được chánh pháp. Vì vậy tôi nhắc đi nhắc lại nhiều cái chữ pháp thí là vậy đó. Thì bây giờ các vị là huynh trưởng, anh em là người tại gia thì hãy ráng học chánh pháp, học cho nó rõ ràng. Dầu không học được nhiều như người xuất gia nhưng cũng phải học cho có thứ đệ, để rồi nhắc nhở cho con em mình, cho mình, cho con em mình về sau. Nói tới đây quý vị biết lúc này tôi rất đau đớn là thấy cái Phật giáo mình nó bấp bênh, nhất là gia đình Phật tử mình từ trong nước cho tới hải ngoại. Bây giờ thấy nó rất là dường như chư Tăng Ni cũng như một số vị Phật tử nhìn rất là bình thường, thấy gia đình Phật tử mình rất là bình thường, không nghĩ tới cái phương pháp để rồi mình ráng mà mình giữ gìn, mình làm sao mà cho con em mình nó tiếp nối. Đó là một sự rất là đau đớn. Tôi rất là coi thường. Mà đối với tôi bây giờ, các hòa thượng có đề nghị tôi đi giảng các nơi đều kêu gọi làm sao củng cố gia đình Phật tử, và đồng thời làm sao cho giới trẻ nó có cái môi trường, nó có cái chỗ nơi để nó sinh hoạt. Bởi vì thông thường cứ rồi đè đầu các em nhỏ cứ tới chùa, nó đừng tới chùa, đi ngang bằng Phật mang dép tội, đụng rờ tới chuông tới mỏ tội, giỡn hết tội. Vì cái tội đó mà bây giờ chùa còn lại mấy bà già gần đất xa trời, gặp còn mấy ông lão coi như bằng râu dài tới rúng không à. Đó là cái điều đau đớn mà thầy mong rằng tôi tha thiết với các huynh đệ trong gia đình Phật tử Việt Nam nói chung, cũng như gia đình Phật tử trên toàn thế giới nên lưu tâm vấn đề này. Phải ráng mà ra sức chống chèo cho qua cơn bể động để giữ gìn cái truyền thống mạng mạch đạo pháp, tiếp nối ông cha, nhất là hải ngoại này. Nếu 50 năm nữa, như tôi giảng thường nói, 50 năm nữa mà không có biết cách giữ gìn, từ đây cho tới 50 năm nữa là chùa chiền phải đem dẹp hết. Bởi vì các bà già, các ông cụ già mà theo ông, theo bà, theo Phật hết rồi thì coi như là không còn gì để tiếp nối hết. Không có giới trẻ đi chùa. Rồi là hải ngoại này ngôn ngữ bất đồng, rồi không có tăng ni tu nhiều nữa. Đâu bên đây đâu có ai mà trẻ xuất gia đâu, chỉ còn nhờ mấy thầy ở Việt Nam qua, vân vân. Mà mấy thầy qua thì phải lo việc cất chùa, lo việc mưu sinh. Như vậy không nghĩ tới đào tạo con em gia đình Phật tử thì tương lai chùa chiền cũng phải dẹp.
không người tiếp nối. Đó là cái nỗi đau. Nhưng mà không biết tôi nỗi đau này nó có ai cùng nỗi đau hay không. Nhưng mà nỗi đau đau chơi vậy, chứ giận mình tôi cũng làm gì được. Tôi cũng nhắc cho mấy huynh đệ vậy, cũng hãy cố gắng. Nhưng mà đối với đạo Phật, chúng ta vẫn có niềm tin, vì tin rằng hết đêm rồi lại tới ngày, ngày mai trời lại sáng. Trong khi cái giai đoạn này là giai đoạn pháp nạn, mà cũng là giai đoạn pháp nạn của gia đình Phật tử luôn đó. Từ xuất gia cho tới tại gia, rồi mình đặt ra vấn đề, mình đặt câu hỏi coi từ đâu mà có pháp nạn. Nên, bây giờ tôi nhắc trở lại, đó là nói về pháp thí. Cái thứ ba là vô quý thí, tức là đem năng lực, uy thế, tất cả những gì của mình có thể che chở để bố thí cho họ sự không khiếp sợ trong những lúc nguy biến ấy, là vô quý thí. Như vậy là vô quý thí, cái hạnh vô quý này rất là cao thượng. Mình đem những cái gì, tất cả những gì mình có thể che chở được để bố thí cho họ, cái sự không có khiếp sợ, không có lo âu trong những lúc nguy biến ấy là vô quý thí. Chỉ thì bây giờ mình xét lại người tu hành, mà mình không có tài thí, không có pháp thí đã đành rồi, mà mình còn hù dọa người ta tội thế này, tội thế kia, tội thế nọ, đó chỗ này, đó chỗ kia, cầu chỗ này, xin chỗ kia, như vậy mình có hạnh vô quý thí chưa? Mình có thấy được các pháp nó vốn dây không chưa? Có thấy tự tánh nó là vốn không chưa? Cho nên cái này xét lại, cái giới tu hành, nhất là người xuất gia phải xét lại. Còn người tại gia các vị cũng phải rõ, bởi vì khi mà các vị rõ rồi đó, các vị học đạo rõ rồi, không có ai mà bắt nạt mình được, không có ai mà lấn ép mình được, lấn áp mình được hết trơn. Cứ đè đầu Phật tử, cứ nói rằng là Phật tử mà đụng tới mấy thầy tội, đụng tới những thầy có cái tâm đạo, có cái hoằng pháp, có cái tâm lý tưởng độ sanh, có cái khả năng để nhiếp hóa chúng sanh thì mới tội. Tội là gì? Tội là làm cho ông thầy đó nhiều khi ông cũng hơi buồn buồn, ông bỏ công việc của ông. Tội là vậy, tội là có sự buồn vậy. Còn mấy thầy mà không có làm rồi công việc, không có tâm giáo hóa chúng sanh, nói chuyện thì trên mây trên trời, nói chuyện thì đâu trong lòng đất, đụng tới tội cái gì? Bản thân thì tèm hem tốt hút, nói chuyện thì phi pháp, nói chuyện thì tà giáo ngoại đạo, làm cho Phật tử hoang mang lo sợ, tội cái gì? Thật sự cho nên các vị phải rõ, cho nên các vị phải học chánh pháp. Học rõ rồi đó thì không có tội cái gì hết trơn. Tội khi nào? Cái đáng tội là lương tâm tự hành hạ lấy. Tội là khi nào mình phá hoại cái thiện, cái lành, phá hoại cái chánh pháp với tội. Còn cái tà pháp, cái phi pháp, cái tà giáo ngoại đạo, cái tư tưởng nhũng não, quan đường, dạy bậy, nói bậy, làm bậy, mình có quyền mình góp ý kiến, không có tội lỗi gì hết trơn. Cứ xưa nay cứ tội mà là cái sai trái cũng cho là tội hay sao? Cũng cho đụng tới là tội hay sao? Không được. Học Phật pháp phải có trí tuệ, chứ không phải học Phật pháp cái gì cũng tội. Nếu cái gì cũng tội hết thì vô chùa làm cái gì? Tu để làm cái gì? Cho nên các vị nhớ rằng tôi tha thiết tôi nói mạnh như vậy để cho các huynh đệ phải vững tâm, vững tay chèo cho qua cơn biển động. Mà ông Võ Đình Cường á, là trong cái nhà văn học của gia đình Phật tử đã nói rồi đó. Sóng triều rào rạc bào ảnh lô nhô, chỉ có kẻ thấp trí bạc tài mới theo đó mà ra vào trong bến cũ. Nhưng những kẻ kiên gan cả trí thì cố ra sức chống chèo cho qua cơn biển động. Vậy đó, ta học đạo là phải mạnh mẽ, phải mãnh liệt, phải trượng phu tướng như vậy. Như vậy làm thân người ai cũng có nỗi lo sợ, sợ đói, sợ nghèo, sợ bệnh tật, sợ thiên tai, sợ nguy hiểm, biến cố, gặp những tai nạn khủng khiếp, ta hãy tìm phương cách giải cứu. Sự khổ sống trong sanh tử luân hồi, ta phải giáo hóa khuyến tu để cầu giải thoát. Vị Bồ Tát có năng lực đem sự bình an cho chúng sanh, đó là Ngài Quán Thế Âm.
Đức Quan Thế Âm thực hành như vậy mà thế giới Ta Bà gọi Ngài là đấng bố thí sự vô ý. Ngoài tài thí, pháp thí, chỉ riêng Phật giáo mới đặc biệt chú trọng đến pháp vô ý thí. Cho nên Phật giáo Đại Thừa đưa ra hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, ý nói Ngài đạt tới cái chỗ vô ý thí, thực hành tài thí để tương trợ đời sống vật chất cho chúng sanh, thực hành pháp thí để giáo hóa chúng sanh, và thực hành vô ý thí để loại bỏ những tư tưởng khiếp nhược cho chúng sanh. Nhớ, tôi nhắc lại, thực hành tài thí để tương trợ đời sống vật chất cho chúng sanh, thực hành pháp thí để giáo hóa chúng sanh, và thực hành vô ý thí để loại bỏ những tư tưởng khiếp nhược của chúng sanh. Thì chưa, bài bữa nay học đã chưa? Học vô ý thí để loại bỏ những tư tưởng khiếp nhược, những tư tưởng sợ hãi, những tư tưởng lo âu, những tư tưởng cuồng tín. Bố thí mà chỉ mong cầu báo đáp thì chỉ có phước báo, chứ không thật sự giúp ta vĩnh ly khổ ách, đạt tới niết bàn. Bố thí ba la mật là hình thức bố thí cao cả nhất của Phật giáo. Đó là cách bố thí không thấy có kẻ bố thí. Người được bố thí và của được bố thí nên gọi là tam luân không tịch. Tam luân không tịch. Bây giờ thứ hai, thời gian nó không có rồi, bây giờ phải đánh rút đây. Thứ hai là ái ngữ. Nãy mình học bố thí, bây giờ tới cái pháp thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ là cái lời nói dễ nghe thôi, lời nói dễ mến vậy thôi. Mình học rõ vậy, ái ngữ là cái lời nói dễ mến, dịu dàng, hòa ái, khiêm tốn, khiến người nghe sanh tâm hoan hỷ cảm mến, rồi từ đó người ta thân cận với mình. Lời nói hòa nhã nhằm an ủi, giúp người vượt qua sự khổ sở, dù bất cứ hoàn cảnh nào, như đứng trước một nhân vật hung hãn, lời lẽ mình vẫn nhu hòa để cảm hóa họ trở về con đường thiện lành. Nhưng mà cái này tôi xin là bổ túc một chút ạ. Biết rằng người tu hay là con người mà đàng hoàng thôi, ở xã hội người đàng hoàng người ta cũng nói câu là chim khôn kêu tiếng rỗng rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, hoặc giả là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, vân vân. Quan niệm trần đời là thế, xã hội là thế, con người là thế. Đạo Phật cũng không khác, Đạo Phật cũng kêu lời nói mình hòa nhã, dịu dàng, từ tốn, lịch sự, vân vân, cũng không khác trần đời. Nhưng mà tôi hiểu đến một chút, có những lời nói khó nghe nhưng để đánh thức lòng của họ cũng phải nên nói. Với tư tưởng Đại Thừa Bồ Tát Đạt, Bồ Tát Tạng, chứ không phải nói là cái gì cũng mình nói ngon, nói ngọt, nói nhẹ, nói nhàng để người ta chửi vào mặt mình, rồi mình cũng phải nhẹ nhàng, nhu nhuyến. Thì cái điều này đó đối với Bồ Tát tu mẫu kìa. Còn mà mình không lẽ người ta nói quan, mình cũng ngồi đó mình khóc, đó là những người tu mẫu, những người nhẹ dạ, những người yếu tim, những người suy phổi. Còn phải tôi biểu vậy là tôi xúi vậy là điều cho các huynh đệ đi chửi lộn với người ta để một trọi một, không có. Nhưng mà có nhiều khi mình là người lãnh đạo, mình là người có trách nhiệm, mình cũng phải cần nói chứ. Chứ rồi mình đứng ra mình lãnh đạo một tập thể, một tinh thần, rồi ai nói gì mình cũng ngồi đó mình nam mô trơn, rồi là mình trách nhiệm với tập thể với hồi nào, trách nhiệm với cộng đồng lúc nào. Cho nên tuy rằng nói là lời nói ái ngữ, nhưng mà cũng tùy thời tùy lúc. Tôi xin hiểu đến bổ túc chỗ đó, chứ đừng nói vậy thầy dạy vậy là bây giờ mơ mốt á, ai ăn hiếp cái tập thể mình là người lãnh đạo, mình cũng ngồi đó mình im lặng mình chịu đựng hết, cũng không phải. Cái đó là của những kẻ yếu tim, suy phổi. Chứ còn mình là cái lãnh đạo là mình phải chịu gánh vác, thậm chí là nói mình cứ mang cái tính chất giận dữ, mang cái tính chất hung hãn, nhưng mà vì lợi ích tập thể, vì chánh nghĩa, mình cũng phải lên tiếng. Chứ không phải nói là ngồi đó mà để cho ai nói gì nói, đụng tới một cái tập thể tốt lành.
Tôi nhắc vậy, nói ít thì phải huynh đệ nghĩ nhiều nghe. Chứ tôi đừng có nói tôi vậy là bữa nay tôi dạy sao mà dữ quá, không phải gì đâu, nhắc nhở vậy. Cái thứ ba là loại hành. Loại hành. Chứ loại hành, thật sự tứ nhất pháp này nó cũng có dính trong lục hòa đó chứ quên đề. Lục hòa nó có cái là khẩu hòa vô tranh, là mình có lời nói ái ngữ thì cái miệng mình nó không có tranh cãi. Rồi bây giờ lợi hòa đồng quân, thì trong này tứ nhất pháp thì nói về lợi hành, hay cũng khác hơn là lợi hòa, là kết duyên với mọi người. Mỗi người sống đều có mục đích. Lợi hành là hành vi giúp người đạt được mục đích tốt đẹp cho họ mong muốn, là làm việc gì mục đích cao cả có lợi cho người, không so tính thiệt hơn. Nếu không muốn nói hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích cho người khác, lợi hành là cách thu phục lòng người nhanh nhất, hữu hiệu nhất. Hình ảnh vị Bồ Tát Trì Địa là một tấm gương sáng về lợi hành. Suốt cuộc đời chuyên lo tu sửa đường xá, lấp các ao rạch ngăn trở lối đi, bắt cầu qua các kinh mương, gánh giúp cho người già cả, giúp đỡ kẻ tật quyền neo đơn. Từ những việc lặt vặt đến những việc lớn lao đều không từ chối, nên được Đức Phật ấn chứng. Như vậy thì kinh tạng Đại Thừa Phật Giáo nó hay chỗ đó. Thí dụ như bài tứ nhiếp pháp này nó thuộc của nguyên thủy Phật giáo, nhưng mà khi qua tới kinh tạng Đại Thừa thì Đức Phật đưa ra hình ảnh của Bồ Tát Trì Địa. Như vậy thì tôi hỏi các vị, có nhiều người không chịu học, không chịu đọc, hoặc giả là gặp những vị thầy không phải là minh sư, không phải là người giảng kinh đúng chân lý, rồi cái bác bỏ nó Đại Thừa Phật Giáo là phi Phật giáo, phi Phật thuyết, không phải. Tức rõ ràng từ cái loại hành mà Đức Phật đưa ra hình tượng của Ngài Trì Địa Bồ Tát. Cái ông này, ông Trì Địa là ông giữ cái đất thôi. Mà giữ đất nào? Ông bắt cầu nè, ông đắp đường nè, ông gánh phơ giúp cho người già cả nè, rồi ông làm những cái việc coi như là từ lớn tới nhỏ, lấp ao nè, đào mương nè, vân vân đó. Ông làm được những cái việc đó từ lớn tới nhỏ để giúp cho người khác, thì như vậy Đức Phật cũng gọi là lợi hành. Thì vậy thì cái giáo lý Đại Thừa đâu có cái gì mà đáng chê trách mà nói tầm bậy tầm bạ đâu. Chẳng qua thay vì ông Trì Địa này là nói là cái công hạnh của cái con người sống ở trần đời làm những việc đó thì gọi là Bồ Tát Trì Địa. Nhưng mà không khéo thì gặp mấy ông thầy mà giảng phi pháp đó, thì nói là có ông Bồ Tát Trì Địa trên mây, trên trời, trên cao, trên xa gì đó để lại ông, để cầu nguyện cho ông, thì cái đó mới là phi pháp chứ. Còn chánh pháp rõ ràng Đức Phật khen ngợi có một vị Bồ Tát tên là Trì Địa. Cái vị này chuyên suốt cuộc đời một tấm gương sáng về lợi hành, lo tu sửa đường xá, lấp các ao rạch ngăn, bắt cầu qua kênh, gánh giúp cho người già cả, giúp đỡ kẻ tật nguyền từ việc lớn tới việc nhỏ. Vậy thì có cái gì là phi Phật thiết đâu. Đó, cho nên tôi nói các vị là mình học Phật mình phải có cái chánh kiến, mình phải có chánh tư duy. Thì mình đọc kinh Phật mình biết cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý. Bây giờ cái cuối cùng của tứ nhiếp pháp đó là đồng sự. Đồng sự. Đồng sự có nghĩa là phục vụ, công việc lợi ích chung, hay những phận sự cho xã hội mà mình phải gánh vác. Đồng sự còn có nghĩa là cùng hội, cùng thiền với người, nhưng với mục đích là cảm hóa họ, cùng hòa mình vào trong cảnh ngộ của người khác để dẫn dắt họ về với chánh pháp. Đây là một pháp vừa có hiệu quả lớn mà cũng vừa rất tế nhị. Cùng một cảnh ngộ thì dễ cảm thông với nhau hơn. Cụ thể những người cùng nghề nghiệp rất dễ thương yêu nhau,
một tấm gương đồng sự của Bồ Tát Di Ma Cật. Đó. Thế như Bồ Tát khi mà đến nơi cờ bạc thì Ngài dùng nơi đó để độ người. Thấy ai Ngài cũng kính nhường, Ngài nhiếp phục kẻ lớn người nhỏ, dạo chơi nơi ngã tư đường, Ngài giúp cho chúng sanh dự vào việc chính trị. Vào nơi giảng luận, Ngài giúp, Ngài dùng pháp đại thừa và dẫn dắt kẻ khác. Vào nơi học đường, Ngài khuyên dụ và khai hóa học viên. Vào chúng ăn chơi, Ngài chỉ chỗ tội lỗi và sắc dục. Vào quán rượu, Ngài vẽ pháp chí hướng cho người đệ tử lưu linh, vân vân. Đó là phẩm phương tiện trong kinh Duy Ma Cật. Các vị lật ra đọc cái phẩm phương tiện của kinh Duy Ma Cật. Thấy Ngài, Ngài Duy Ma Cật, Ngài đồng sự, Ngài vô trà đình tụ điếm, Ngài cũng độ được cho kẻ lưu linh trà đình tụ điếm. Ngài vào chốn cờ bạc, Ngài dạy cho người ta để người ta đừng có đam mê cờ bạc, vân vân. Cái gì Ngài có khả năng nhiếp quá, Ngài được đồng sự như vậy. Mà tôi xin lỗi mình, Ngài nói chưa có đồng sự được nghe. Nói thì nói theo cái tư tưởng Đại Thừa Bồ Tát Tạng như vậy, chứ mình đừng có nói vậy rồi các anh em bỏ vợ bỏ con rồi vô trà đình tủ điếm rồi nói thầy biểu đồng sự vô đó để độ mấy cô gái à, coi chừng à, mình không độ được mà ta độ mình rồi nghe. Vì mình chưa phải là cái tâm Bồ Tát trọn vẹn, mình mới có khởi tâm thôi. Đừng có khởi tâm rồi đi vô đó rồi bị nó lôi kéo, rồi lúc đó tâm hiền, tâm tốt mất tiêu rồi đó. Thưa thầy, tội nghiệp cho tôi nghe. Tôi đang giải tới đây là ý nói chữ đồng sự của tâm Bồ Tát. Như vậy, đồng sự với mọi người với mục đích là giáo hóa. Do đó không một chỗ nào, dù là chỗ xấu như nơi cờ bạc, chốn buôn hương bán phấn, Ngài Di Ma Cật lại không bước chân vào. Không có chỗ nào Ngài không bước chân vào. Ý là ý cái đoạn nó vậy, là chỗ nào Ngài cũng bước chân vào, nhưng mà vì cái tâm Ngài là tâm Bồ Tát. Đồng sự với ý nghĩa cao sâu hơn, đồng sự tức là đồng ngã, nâng người lên ngang với mình về phương diện đạo đức. Đây là phần về Phật Pháp. Giúp người hiểu Phật Pháp, giữ giới ngang với mình, thấy người phạm giới, giáo dục cho họ không phạm giới và giữ giới đã thọ như mình. Giúp người khác có kinh điển để học. Đối với người xuất gia thì kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, đó là đồng sự. Yếu tố lợi hành, đồng sự giúp người Phật tử chống thích nghi với mọi môi trường của cuộc đời và luôn tạo cho mình an lạc tự tại trong sự sống, trong nghiệp, trong cái kiếp sống của mình. Như vậy cái bài tứ nhiếp pháp này, nếu chúng ta là người đệ tử Phật, tôi nhắc trở lại đệ tử Phật nói chung, trong đó có xuất gia cũng như tại gia, chúng ta phải lấy văn, lấy tư, lấy tu ra để mà áp dụng. Văn đó là mình nghe, nghe coi cái gì là gọi là bố thí, cái gì gọi là ái ngữ, cái gì gọi là lợi hành, cái gì gọi là đồng sự. Rồi bây giờ mình tư duy tứ nhiếp pháp để chi? Bây giờ các vị nghe như vậy rồi, để các vị tạo dựng cho mình một cuộc sống an lạc, tự tại, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tứ nhiếp pháp là một phương tiện thiện xảo để nhiếp phục cảm hóa những người chung quanh. Rồi tứ nhiếp pháp còn giới hạn cho thân khẩu ý, tạo tác các vọng nghiệp, tạo năng lực hành thiện độ sanh, giúp chúng ta sớm gần với chân lý giải thoát giác ngộ. Thấy người thực hành tứ nhiếp pháp mà sanh tâm quan hỷ thì công đức vô lượng. Đó là tư duy. Bây giờ tới tu. Các huynh đệ thực hành hạnh bố thí để xả bỏ dần cái tính tham lam keo lẫn. Các em dùng lời nói nhu hòa để cảm hóa những người chung quanh, luôn làm mọi việc lợi ích cho tất cả chúng sanh. Chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh của tha nhân mới thấu hiểu những trăn trở của họ, từ đó sẽ thông cảm, sẽ vị tha, độ lượng, nhân từ. Cho nên tứ nhiếp pháp là một pháp môn rất cụ thể. Tứ nhiếp pháp không phải là một giáo lý xuất thế, mà là một yếu tố xây dựng cuộc đời, đưa mọi người vào ánh sáng chánh pháp. Với hạnh nguyện lợi tha, tứ nhiếp pháp là một phương tiện khéo léo và đầy đủ vậy. Đó thì tôi xin hết cái bài tứ nhiếp pháp, và cũng là chấm dứt cái khóa học
mà của mấy huynh đệ trong cái khóa đầu này. Như vậy thì bắt đầu từ tháng 7 hay gì đó, các huynh đệ cứ tập hợp soạn cái giáo trình, những cái môn học gì thì đệ trình trước, thì tôi sẽ chia sẻ cho mấy huynh đệ tiếp theo. Tôi mong rằng những cái buổi giảng của tôi với vai trò là một vị giáo thọ giúp cho mấy anh em ít nhiều lợi lạc trong cái cuộc đời là Phật tử, nhất là phục vụ cho gia đình Phật tử bền vững hiện tại cũng như tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.